Hello, và xin chào tất cả các bạn đã đến với Kenshin Mobile. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi tựa game RK này. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh và để lại cho mình một lượt xem nhiều video hay nữa nha. Thì ok, nay thì chắc mình sẽ đi cho hai con Griffin vậy. Griffin, Griffin gì nhỉ? Mình sẽ cho hai con này xinh xắn vậy. Hai con Griffin ghi ghi dịu què gì ấy. Kệ này, kệ bà đi bạn. Mà nó tóm lại là con này nào. Mình sẽ cho hai con nó đi xinh xắn để coi coi con của nó có mạnh hơn con tước không. Thì hiện tại hai con này là hai con Griffin bảy màu thôi nè. Đây đây mình còn con nữa này. Thì cái này thì bạn kiếm hai con nào mà nó cùng đuôi với nhau á, cái đuôi nó và tên giống nhau á, thì nó mới sinh sản được. Nè, như con kia của mình đuôi IR, thì cái con này cái đuôi cũng phải IR luôn. Hai con đuôi IR nó mới thể sinh sản được. Bây giờ mình sẽ dùng thuốc kích thích. Đây, thuốc kích thích sinh sản cho nó. Sau đó các bạn sẽ bật cái dòng này. Cái dòng đầu tiên đó các bạn. Đây. Thì các bạn bật lên. Thì nó sẽ hiện tới tia màu đỏ đỏ như thế này này. Thì nó sẽ sinh sản. Mình thì xây cái nhà này để cho tụi nó áp trứng luôn mà. Mình có xây mấy cái máy lạnh này nữa. Này mình bật lên này các bạn. Bây giờ bật lên cái máy lạnh này nó phát ra cái hơi lạnh đó các bạn. Ok, thì nó sẽ tự nở và nó sẽ không chết nha, cái trứng nó sẽ không bị chết. Ok, thì nay mình sẽ dùng con dùng ngọc của con alpha gấp tâm mà. Ngọc của con alpha gấp tâm để mà hồi sinh nó vậy. Đây mình có xây cái bàn hồi sinh đây nè, thì chắc sẽ hồi sinh nó, dùng nó để đi hang mà, đi cái hang độc ở trong khu vườn đỏ nè. Ok, cái viên ngọc nó bị đen rồi, khoan để mình làm lại lần nữa được. Lỗi nè, mình lấy viên ngọc ra nó làm bị lỗi luôn các bạn. Tại vì mình tính giữ viên ngọc lại mà không thành công rồi, hồi sinh sẽ mất viên ngọc luôn. Rồi ok, thì con cấp tên này sẽ không có viên ngọc. Nó cấp tên nào level 4 tâm chưa gì mình đánh tao rồi à. Quá mạnh mẽ các bạn, lướt ngang cái chết queo luôn. Ok, thì chắc mình sẽ đi chạy lên cái hang, mình đi tới thử con gấp tên này đi hang như thế nào. Các bạn theo dõi nha. A few moments later. Ok, thì mình cũng đã tới được cái hang ở cái khu vực đường đó này rồi các bạn. Đây hang qua, mình sẽ đi cái hang này vậy. Hang này thì nó nói chung là quái hang này cái cá mà mạnh mà đi thường thường non non mà không có hú cưỡi đi heo chắc sẽ đi không nổi đâu. Level 800 mấy thì có không, từ mấy 800 nè nè máu nó tàu vậy các bạn, thường thì chắc sẽ không chịu nổi đâu. Thì cái đường đi thì mình nhảy các bạn, nhảy là mất máu, phải gấp tinh mình xuống nửa cái máu. Thì coi như là anh phải gấp tinh mà chấp nó mấy con thường thôi. Chấp nửa cái máu với chấp nửa level. Ok, hang này cũng khá dễ đi các bạn. Các bạn lúc đầu vô các bạn chỉ cần gặp mấy bên phải thì đi thôi.
tập ở bên phải cứ đi tới vậy nè. Ok. Đây, khi mà các bạn thấy cái hồ nước này. Nước này nè các bạn. Không biết khu vực bên đây nó có gì ta. Chắc không có gì đâu mà. Thì khi mà các bạn đi tới cái hồ nước này thì các bạn đừng tập tới bên phải nữa. Bạn quẹo qua hướng tay trái. Đây nè, hướng có cái đèn xanh xanh nữa mà. Quẹo qua tay trái bạn đi thẳng tới vậy luôn. Ok, thì các bạn sẽ gặp một cái hồ nước khác nữa. Hồ nước này thì có ba cái cây đi. Các bạn để ý nha. Và cái này nó không có đi theo mấy bên tay phải nữa. Mấy cái map khác mình đi thêm mấy tay phải có thể dẫn ra được dẫn tới cái chỗ mà có cái cục đi tắt các bạn, nhưng mà cái map này thì sẽ không có hầm này sẽ không như vậy, cái hang cái nào mình mới lộn cái hầm ở đây nó có ba cái cây nè bạn thấy không này, một và hai là ba nè, ba cây nè các bạn. Thì các bạn sẽ quẹo qua bên hướng tay trái tiếp này, còn hướng tay trái nha, để mình dọn bớt mấy con quái nha, quái máu khá là tàu, level cũng khá là cao. Thì cứ quẹo bên hướng tay trái các bạn đi tiếp ha. Đây gặp cái hồ nước này. Ở đây nó có cục cục anti phát lừa mình nữa, mày đừng có lấy, không phải cục anti phát hiện đâu, do mấy cái đồ vớ vẩn thôi. Ở đây nó có hai cái hang như này, bạn đi lên cái hang lớn này, nhớ là cái hang lớn này đừng chui cái hang nhỏ đấy, hang nhỏ nên mình cũng chui vô rồi nhà nó cũng vớ vẩn vớ vẩn thôi. Đây mình cứ chui cho cái hang lớn rồi đi thẳng tới đây, thẳng tới hoài luôn mình hết được cái này. Đây cục anti phát đây nè bạn, nó nằm giấu túi tùng kẹt trong này nha. Mấy cục anti phát thôi dạ, phóng lên con anh phát cái tên rồi đi ra. Con này thì anh pha này cái lượng đam của nó bút cho quá nhiều đam nè, các bạn thấy cái dòng đam kết bạn khoảng đến 30% hay gì đấy, rất là mạnh đấy. Nếu mà hang này các bạn không dùng nhện, các bạn đi thêm cái bình bơm vô nữa thì sẽ đi nổi đó, gì không nổi đâu, mình đã hiểu luôn rồi. Giờ mấy cái mà chế độ khác thì chắc được, mà hiện tại chế độ khó với cú ta mày hiện rất tuyệt nổi. Mà nếu có đi nổi thì chắc cũng sẽ rất là lâu mà. Các bạn dùng cái mũi cung, cái cung metal nữa mà. Các bạn bắn câu hạ nó thì nó sẽ cũng có thể qua được mà, nhưng mà khá là tốn thời gian của anh em đó. Anh em có thể đi nhận nhận đi thì sẽ không làm được quái đâu. Cái đường bên đây không các bạn, đường mà này nói với các bạn dẫn tới với vào với bản nhà chứ được dùng gì. Ok thì chắc mình sẽ quay lại cái đường kia đâu anh, đây nè bạn, chỗ mà cái hồ nước mà có mấy cái cây á mà. Ok, quán xuất hiện lại xuất hiện nữa rồi, số lượng cũng khá là đông, mình thì cũng không có thời gian để mà giết hắn đâu, mình sẽ đi thẳng ra ngoài luôn, tranh thủ chạy về coi con Griffin của mình coi nó có sinh nở xong chưa. Ok thì chắc mình sẽ chạy bộ về bạn. Ok.
Nhảy dài phát mà mất nó không khúc máu mà. Thì tập theo cái con sông thì sẽ về được cái nhà mình. Ok, chúng ta sẽ chạy theo con sông này về nhà thôi. Về nhà thì chúng ta sẽ lấy con chim để chúng ta bay lên cái tụ xanh đó bạn. Bay lên tụ xanh đổi một antifa. Alpha này mà ở ngoài thiên nhiên này thì tùm luôn rồi. Vô còn không có đối thủ rồi. Không biết nó quýnh với con Giga như thế nào. Chắc mình sẽ tại vì khi mình hồi sinh thì Ngọc sẽ bị bể thôi mà bị biến mất luôn. Mình sẽ cho nó sinh sản đi, mình sẽ cho nó solo với con Gigan thử nha. Thôi nói với con Gigan ở ngoài tự nhiên coi con mạnh hơn. Gigan thì chắc cũng kiếm con Leverage khá khá chứ mà. Cái sinh sản để mình còn giữ lại cái giống cho nó đứt hết. Chơi lại chắc cũng phải chơi lại từ đầu quá. Ok thì tới nhà các bạn. Về tới nhà các bạn đầu lắc nhà mà các bạn mà xây nhiều cái mà xây dựng nhiều quá một khu vực đó. Khi vào nó sẽ khá là lắc. Đây mình còn một con nữa này, một con đực một con cái thì chắc mình sẽ cho nó sinh sản để giữ lại cái nồi giống mà nó cho đi solo được chứ hồi nãy nó solo với Gigan mà huồng cái rồi mình mất trắng luôn ạ. Mình còn ngọc để hồi sinh đâu. Ok thì giờ mình sẽ mang cái tủ xanh mà để đổi cái cục antifreeze. Giờ này chắc cái con Griffin của mình chắc cũng đã sinh nở rồi, thành công rồi. Thì mình cũng không có lo gì lắng gì nhiều. Tại khi mà sinh nở cái trứng của các bạn nếu mà để ngoài thì nó không thì nó sẽ hư. Còn hiện tại thì mình có để cái mà giống như là cái mấy cái máy mà máy ta gọi cái gì thật giống như cái máy lạnh vậy mà. Máy điều hòa để cho nó không bị hư mà với cái dùng thuốc nữa thuốc kích thích nữa thì chắc cái trứng sẽ không hư được đâu nhưng mà không biết cái level bao nhiêu thôi. Ok chắc để đổi của bạn thì phát ngay với cái này. Cái trò được cái gì đây, cái trò đã kiếm. Cho cái kiếm với cái khiên đúng không, cái cho thêm được mớ bột thì ok. Chắc giờ mình sẽ bay về nhà đi xem cái tình hình sinh nở của cái con nó như thế nào. Thì tập này cũng chỉ vậy thôi mà, chỉ cho con Griffin sinh sản với dùng cái con Alpha ghép tinh đi cái hang thử review thử nó bá thế nào. Thì ok cho mình bay xuống đi về tới nhà mình. Hiện tại thì con cha với con mẹ của con Griffin thì có 4 năm mấy cấp không ạ, cấp như cấp bình thường nhé. Mình không biết con nó sinh ra được bao nhiêu cấp này. Đây là cái thế hệ F1 đó. Ok đây luồn rách cái này qua cái đám cây nó tới nhà rồi. Đâu đi xem rồi. Ok nhớ nào đây 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 đây, đây. Nó đây nè bạn, 738 cấp hiện tại máu đang bị tụt. Khá là dễ thương của ta. Cô te không mê que luôn mà. Để đóng cửa là quỷ này đi ra ngoài. Con này 738.
Đây. Sau khi ấy thì mày sẽ ấn vô cái đầu khủng long, hoặc là ấn clap, nó sẽ xong nhé mà. Coi như là bạn đã tem được rồi đó, nó về đội của bạn rồi đó. Thì bây giờ chắc mình đi cho nó ăn thôi. Thịt nè, thịt này mình đi hàng được một tấm rồi. Ok, giờ chỉ đợi nó lớn thôi. Còn 34 gì nữa nè, 34 phút gì nữa. Thì con mẹ, con này con gì, con cha nó 456, con mẹ nó cũng 456 luôn, để nó được con cấp 7538. Cái này phải, nếu hai con cộng lại phải 800 mấy mới đúng chứ nè. Kỳ à. Thôi vậy là cũng quý rồi. Đây, mình giữ cái giống này lại được. Đây. Bảy màu luôn nha các bạn. Thấy không? Thì mình sẽ có một tập dùng hướng dẫn các bạn tìm cái con, có được cái con Griffin bể nào này nha. Mà tập tới chứ sẽ không xa đâu. Ok thôi, quan sát như nó đủ rồi. Để chụp bức ảnh này. Ok, khá đẹp đấy, góc này đi. Đây. Hợp đại đó mà. Thì ok, chắc video mình chắc cũng tới đây kết thúc bạn ơi. Nếu mà các bạn nào thấy hay và thú vị thì cho mình xin một đăng ký kênh và một để lại một comment nha. Thì có các bạn có yêu cầu thử thách gì thì cũng để lại luôn. Thôi một lần nữa thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.